Hello anh em nhá. Trước khi vào câu chuyện thì tôi sẽ xin chia sẻ một cái này với các ông cái. Là tôi vừa mới đi cắt tóc về xong mà tôi đéo hiểu tại sao cái thằng cắt tóc của tôi ấy, cái thằng thợ cắt tóc nó cắt cho tôi nó lại để lại một cái điểm nhấn ở đây là làm cái đéo gì, mục đích để làm cái gì tôi chưa biết. Đụ má tí tôi phải đi ra ngoài tiệm tôi chửi nó một trận vì tôi cũng đéo hiểu là cái mắt của nó bị cái gì. Thằng đấy mắt nó bị lé hay là bị sao ấy nhỉ? Sao nó cắt tóc nó lại để lại một cái chòm ở đây cho tôi, là các ông nhìn này, trước nhìn nó có chán không? Đéo thể hiểu được cắt kiểu đéo gì luôn đấy. Thì ra tôi bắt sửa. Ok, vào cái câu chuyện chính à. Thì cái câu chuyện này tôi sẽ kể cho công nghe ngày hôm nay một cách tường tận để công hiểu sâu, để công hiểu rõ ha. Thì đến bản thân tôi ấy, khi mà tôi biết được cái sự thật này thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng và tôi cũng rất là hụt hẫng luôn các bạn. Các bạn hiểu cái cảm giác khi mà mình đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài và mình đã nghĩ đó là một cái gì đấy nó rất là đẹp, rất là vui, rất là bất ngờ, rất là tự nhiên ấy. Thì tự dưng mà mình biết cái sự thật cái thì nó cũng hơi ngỡ ngàng một chút, nó đang làm cho bản thân mình cảm thấy hụt hẫng. Và mình nghĩ không phải chỉ các bạn đâu, à không phải chỉ một mình tôi đâu các bạn, nhiều bạn đã xem cái video đấy thì cũng đều giống như tôi cả thôi. Thì cái câu chuyện ấy về cái video mà các bạn có nhớ vào cách đây thời điểm rất là lâu rồi, nếu như mà đúng chính xác thì để tôi xem lại cái video cái chính xác thì cái video đấy mình up nó lên vào cách đây 4 năm trước. Chính xác là 4 năm trước. Và cái ngày mà tôi up cái video đấy lên nó là ngày, để tôi xem lại, nó là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2018. Thì trước đấy khoảng tầm vài hôm là tôi có cái live stream của cái buổi live stream ngày hôm đấy, khi mà lần đầu tiên tôi gặp cô gái không mic, tức là bạn Hồ Thị Ngọc Tươi đấy. Và nếu mà nhắc đến cái bạn Hồ Thị Ngọc Tươi thì mình nghĩ là chắc hẳn là nhiều bạn cũng còn nhớ đúng không? Chắc chắn là nhiều bạn vẫn sẽ rất là nhớ thôi, không có gì là lạ, bởi vì là cái hình ảnh của mình ấy thì mình nổi lên từ cái đợt cái video đấy, khi mà mình chơi PUBG, mình chơi Duo Automatching ấy, thì mình gặp bạn Tươi cùng trận và bạn ấy có sử dụng những cái hành động đó là bắn súng để viết chữ rất là đáng yêu đúng không? Và cho đến khi mà Tươi mở mic nói chuyện và tương tác với mọi người thì mới biết là Tươi là một người rất là xinh đấy, cô gái rất là xinh, có biết chơi game đúng không? Thì trong hình tượng của tất cả mọi người thì đều hình tượng là như thế, là cô gái chơi PUBG xinh lại còn kiểu nhiều người mê, vạn người mê vậy đấy. Đấy, đúng anh em game thủ nhìn chỉ có thích đúng không? Rất đáng yêu với những biểu cảm rất đáng yêu của cute, thì nó tạo lên được một cái video viral vào cái thời điểm đấy. Và bản thân tôi là cái người mà thực hiện cái buổi livestream ngày hôm đó. Trước đấy thì tôi livestream, trong cái buổi livestream ngày hôm đấy thì tôi chơi chắc có mười mấy người xem này. Thì chắc là tôi livestream cho cái video đấy xong ngày hôm sau là tôi cắt ra và tôi up nó lên YouTube thì nó trở thành hiện tượng và nó viral. Và sau đấy thì cái hình ảnh của mình nó cũng đi lên và tiếp 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 nối với sau đấy là rất nhiều những cái sự kiện khác mà mình cũng có phát triển nội dung, làm nội dung thì cái kênh của mình nó mới đi đến ngày hôm nay. Thì cái tên Hồ Thị Ngọc Tươi ấy nó là một trong những cái tên mà nó không thể nào mà không nhắc tới trong cái sự nghiệp mà mình phát triển nội dung trên kênh YouTube của Hải Mõm. Tại vì đó là một cái điểm nhấn để nó đưa cái hình ảnh của mình đến với tất cả mọi người. Và sau đấy thì mình cũng có sáng tạo rất là nhiều những nội dung khác, nhưng không thể nào mà không nhắc tới cái Hồ Thị Ngọc Tươi là đúng không? Cô gái không mic với PUBG. Thì các bạn đều biết tới cái điều đấy. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm đấy thì mình sẽ kể tường tận nó là như này. Trong cái buổi livestream ngày hôm đó thì bản thân mình là cái người mà thực hiện một cái trận game đua. Ngày xưa cái PUBG nó có cái tính năng đó là đua automatching, nó sẽ tự ghép cặp cho mình với một người. Nếu bạn nào mà có thắc mắc thì tôi sẽ để một cái tôi sẽ có một cái buổi livestream, tôi cho các ông xem lại cái buổi livestream ngày đấy cách đây khoảng tầm 4 năm trước để các ông xem cái buổi live đó. Tôi vẫn còn giữ cái live đó. Thì vô tình vào trong trận đấu đấy thì mình có gặp một cái người có cái in game là Hồ Thị Ngọc Tươi viết liền không dấu đấy các bạn, và chính là cái nhân vật ở trong cái video mà mình cho các bạn xem ấy. Thì chúng mình có chơi khoảng tầm 1 đến 2 3 game cơ chứ không chỉ một game đâu. Và cái video mình cắt ra cho các bạn xem ấy chỉ là một trong những cái video hay nhất thôi. Còn lại thì nó nằm ở cái những cái video trước. Là có rất là nhiều những cái hoạt động hai người chơi game với nhau. Thì đến một cái khoảng thời gian đấy thì bắt đầu là nó xảy ra cái sự việc là Tươi sử dụng, khi mà mình hỏi chuyện Tươi thì mình tương tác với Tươi trên cái việc là mình live stream và nói chuyện với cả người xem trên kênh YouTube của mình, thì mình tương tác với cả Tươi thì Tươi có đáp lại bằng những cái pha bắn súng để viết chữ để trả lời. Thì tiếp sau đấy nữa thì mình cũng có thực hiện, mình cũng có liên hệ để mời Tươi tham gia chơi game và cũng gạ gẫm được Tươi mở mic để nói chuyện và cũng như là xin được info của Tươi thì mới biết Tươi là con gái. Và rất là nhiều anh em cái thời điểm đấy khi mà xem cái video đấy ấy, thì cảm thấy rất là thích, hứng thú, bởi vì là một cô gái vừa xinh lại còn chơi PUBG đúng không? Rất là đáng yêu. Thì bản thân mình cũng như thế, mình cũng mường tượng một cái như thế. Cái thời điểm đấy còn nếu có người yêu mà nhìn cũng thích, nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ là mình với cả Tươi thì giữ ở một mức độ chỉ là chơi game bạn bè bình thường thôi. Ấy thì trong cái quá trình mà bắt đầu những cái nội dung đấy nó viral trở lên, một thời điểm về sau nó viral kinh khủng lắm các bạn, nó rất là hot ở trên mạng.
nó viral kinh khủng. Và bản thân mình cũng cũng được thơm lây từ cái điều đấy, và mình cũng 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 được rất là nhiều những cái tương tác từ cái video đấy nó trả về cho mình. Đấy, và mình bắt đầu cái sự nghiệp phát triển nội dung của mình. Thì cũng có nhiều những cái lần mà mình có cả tươi tương tác với nhau trên cương vị là bạn bè, mời nói chuyện này kia để giao lưu với cả người xem. Cũng với đấy nữa là Tươi cũng nhận được một cái lượng tương tác cực kỳ lớn luôn các bạn. Rất là lớn, các bạn phải hiểu nhé, là cái tương tác của Tươi trong khoảng tầm một vài ngày nhé, nó tăng lên mấy chục nghìn luôn. Và có cái thời điểm tôi nhớ không nhầm nó lên đến tận 70-80 nghìn follow lận, chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Và Tươi có cái sức ảnh hưởng của video đấy nó rất là lớn. Thì Tươi cũng có một cái lượng viral rất là lớn, bởi vì mặc định Tươi đã sinh sẵn rồi các bạn. Nên là cái việc mà khi mà người ta biết đến cái sự hiện diện của Tươi trong cái video đấy thì người ta rất là tò mò và người ta rất là thích thú. Đặc biệt là các bạn nam giới, đúng không? Tiếp đến nữa là cả hai đang rất là ok, mọi thứ rất là ổn định. Và bỗng đến một thời gian thì mình cũng phát triển những cái nội dung khác, mà mình với Tươi không còn nhiều tương tác với nhau nữa. Thì đến một cái thời điểm cũng gần gần đây thôi, một thời gian gần đây, tôi không nhớ rõ, nhưng mà vô tình là Tươi có một cái sự cố. Cái đợt mà Tươi có cái Facebook đấy của Tươi rất là nhiều tương tác nha, nhưng mà không biết vì lý do tại sao mà tự dưng bị mất Facebook các bạn. Nên là Tươi lập một cái Facebook mới. Tươi lập một cái Facebook mới lên. Thì tôi cũng không có contact và kết bạn gì với cái Facebook đấy của Tươi cả. Nhưng mà bỗng đến một thời gian thì mình lại có vô tình nói chuyện với cả Tươi. Vì một cái lần đấy là không nhầm là Tươi chủ động nhắn tin cho mình hay sao á. Thì Tươi có hỏi, có gọi thì mình có trả lời. Thì Tươi có kể cái câu chuyện là như này này. Là Tươi với cả người yêu của Tươi chia tay, hai người chia tay. Thì trong cái quá trình chia tay ấy, thì Tươi kể thẳng luôn, Tươi cũng nhắn tin với mình và nói rõ luôn là xin lỗi Hải các thứ. Thì mình bảo là ủa sao xin lỗi cái gì, đúng không? Thì Tươi bảo là có cái gì đâu, có gì sai đâu mà xin lỗi. Thế Tươi mới kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện ra là Tươi với cả là người yêu Tươi là chia tay. Trước khi câu chuyện chia tay thì nó là như này. Bản thân Tươi á, là cái thời điểm mà xuất hiện trong cái video đấy ấy, là Tươi chỉ ngồi cạnh thôi, chứ Tươi không hề chơi. Tươi không hề chơi game, Tươi không biết chơi game và Tươi không hề chơi. Thì Tươi chỉ ngồi cạnh thôi. Và người yêu của Tươi là lấy cái tên in game của Tươi, lấy cái tên của Tươi để làm cái tên in game để chơi game. Thì trong cái quá trình mà gặp mình buổi tối ngày đấy ấy, là Tươi chỉ ngồi cạnh và chính cái thằng người yêu của Tươi với là cái người chơi game và thực hiện những cái hành động mà mình nhắn bắn súng cho người biết tên các thứ đấy. Đấy thì lại là người yêu của Tươi. Thì Tươi cũng có kể hết đến mình, và bản thân Tươi chỉ là cái người mở mic và nói chuyện thôi, còn thực sự thì Tươi không hề chơi game, Tươi chỉ ngồi bên cạnh thôi. Tươi có mặt ở đấy nhưng Tươi không phải là người trực tiếp chơi game và thực hiện những hành động đấy, nhưng Tươi vẫn là Tươi thì Tươi chỉ có ngồi cạnh thôi. Và đến khi mà Tươi và người yêu chia tay thì thằng người yêu nó dọa Tươi là tức là cái Facebook mà đợt đầu của Tươi mất ấy, không phải là bị hack bị gì cả, mà là thằng người yêu của Tươi là lấy mất. Thì Tươi mới kể Tươi biết là sự thật là như thế, là thằng người yêu của Tươi là lấy mất của Tươi. Sau đó là bảo là cái đấy là do công của nó này kia ấy. Thế xong bắt đầu dọa là sẽ kể sự thật lấy ra, cứ lúc nào cũng dọa là kể cái sự thật về cái việc là Tươi không phải là cái người thực sự chơi game, không phải là những người thực sự mà xuất hiện chính ở trong cái video đấy, mà tất cả đấy là do người yêu của Tươi đã làm. Đấy thì cứ dọa Tươi như thế. Thì Tươi cũng kể hết với Hải luôn. Thì Hải bảo là cái chuyện đấy rất là bình thường thôi, bởi vì cái câu chuyện nó cũng qua rất là lâu rồi. Và thật sự mà nói ra bây giờ mình nói thật đó là những cái người xem ấy, khi mà người ta biết cái sự thật đấy, người ta lại còn đánh giá cái thằng người yêu của Tươi là một thằng rất là đàn bà, chứ không ai trách Tươi cả. Bởi vì là nói thật là cái câu chuyện là thì công nhận là nó có một cái sự hụt hẫng nhất định. Đến bản thân tôi cũng có một vài cái phần hụt hẫng, bởi vì tôi nghĩ là nếu như Tươi thực sự là cái người chơi game đó ấy, thì công nhận một điều là nó sẽ rất là nhiều cái mình cảm thấy là rất là thích, đúng không? Nhưng mà kể cả Tươi không phải là người chơi game thì cũng không thể phủ nhận được cái sự xinh gái của Tươi, đúng không? Và cái giọng rất là ngọt đáng yêu của Tươi. Thì cái đấy là cái mà không ai phủ nhận được trong cái video, và tất cả những cái mà nó tạo lên được một cái điểm nhấn ở trong ngày hôm đấy á, cái tên của Tươi, cái sự xuất hiện hình ảnh của Tươi. Còn cái việc mà Tươi chơi game thì cũng có thể một phần nào đấy nhiều người mà người ta tiêu cực thì người ta sẽ đánh giá là cái sự lừa dối. Thế nhưng mà với bản thân tôi thì khi mọi chuyện đã đi qua hết rồi thì thực sự mà nói ra rằng là bây giờ ấy nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, tại vì sự việc nó đi quá xa rồi. Và những cái gì mà Tươi được thì người yêu nó cũng lấy mất của Tươi rồi. Cái Facebook đấy là cái Facebook mà nó có rất là nhiều những cái tương tác lên cái Facebook của Tươi thì cũng bị mất rồi, nó cũng lấy rồi mà. Xong rồi bắt đầu là cái hình ảnh của Tươi thì nó cũng dần dần đi xuống, và Tươi cũng không có tiếp tục theo đuổi cái mảng phát triển sáng tạo nội dung hay là làm KOL hay là làm hiện tượng mạng gì cả. Thế nên thấy Tươi vẫn sống một cuộc sống của Tươi như bình thường, như bao nhiêu cô gái khác vẫn đi làm kiếm tiền bình thường thôi. Đó. Và cái hình ảnh mà Hồ Thị Ngọc Tươi thì nó cũng là hình ảnh của Tươi mà, chứ đâu phải là sử dụng hình ảnh của người yêu Tươi đâu. Thế nên là tôi
biết cái câu chuyện đấy thì cái, ngoài cái sự hụt hẫng một phần đấy ra thì tôi thấy cảm thấy nó cũng rất là bình thường, bởi vì mọi chuyện thực sự mà nói giờ nó cũng đâu có gì đâu. Thì tôi không biết là các bạn cảm thấy như thế nào. Thì cái này là cái sự thật mà mình muốn chia sẻ thẳng thắn với các bạn luôn, để các bạn có một góc nhìn toàn cảnh. Thì mà đến bản thân tôi cũng không ngại chia sẻ cái vấn đề này, bởi vì là tôi thấy là nó rất là bình thường, vì mọi chuyện cũng qua lâu quá rồi. Mặc dù hụt hẫng thì hụt hẫng thật, nhưng mà giờ thì làm gì, buồn thì làm gì, đúng không? Nó chả giải quyết được vấn đề gì cả và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa rồi. Đấy, thì mình muốn kể câu chuyện này ra cho các bạn để các bạn biết thực sự là như thế. Và cộng một cái nữa đó là về những cái mà tôi đã gặp phải, thì nói thật ra là tôi cũng chẳng nhận được gì. Cái sự nổi tiếng ấy nó đến với tôi trong khoảng thời gian ngắn đấy, xong rồi bao nhiêu cái tương tác đấy, ví dụ như kiểu nếu mà làm KOL cơ thì kiếm được tiền đi, có tương tác cái Facebook gần 100.000 follow thì kiếm được tiền đấy. Nhưng mà người yêu tôi nó lấy mẹ rồi, chia tay xong rồi nó lấy mẹ mất luôn, xong rồi nó còn dọa dẫm này kia nữa, thì tôi cũng chẳng có gì, tôi cũng chẳng có còn là cái gì cả. Vậy nên là nếu như mà các bạn còn ai còn theo dõi kênh YouTube của mình và cũng biết được câu chuyện đấy, thì có thể có một cái nhìn cụ thể hơn về cái việc, cái sự việc đấy như thế. Thế đầu đuôi câu chuyện nó là như vậy đấy. Còn mình nghĩ là chắc là các bạn cũng sẽ giống như mình thôi, cũng thế bình thường à, chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì là cũng chẳng phải là gì đâu. Nhưng mà mình giờ chẳng lẽ mình trách người ta lừa dối mình, thì tươi không phải là người chủ đích làm điều đấy. Thực sự mà nói là tươi không có chủ đích định làm như thế, tại vì là nó theo cái thế rồi, nó vào cái thế rồi thì cứ thế mình diễn thôi, cứ thế mình tương tác thôi, tại vì nó cũng vui mà. Đấy, thì nó cứ vậy rồi bẵng đi một cái là 4 năm đã trôi qua và cái video đấy nó cũng đã rất là nhiều người biết rồi. Mặc dù tôi nghĩ là nhiều người bây giờ mà biết lại sự thật đấy thì cũng hơi sốc một chút, thế nhưng mà tôi nghĩ là chắc là mong là mọi người cũng sẽ có một cái nhìn nó bình thường hơn tí, không có gì là phải tiêu cực cả, tại vì là có cái gì đâu mà phải căng, đúng không? Đấy, sự việc là như thế nha các ông. Mấy hôm các ông cứ hỏi thế thì tôi cũng chia sẻ thẳng thắn là như vậy, chứ cũng không có cái câu chuyện gì to tát cả. Còn tươi thì bây giờ thì lâu lắm rồi tôi cũng không có cái sự tương tác thì với tươi, bởi vì mất liên lạc lâu lắm rồi, không nói chuyện, không có Facebook tôi cũng mất mà, tôi cũng không có liên lạc và nói chuyện với tươi tôi một khoảng thời gian rất là dài rồi. Nên là nếu như mà có dịp thì có thể tôi nào đấy tôi sẽ mời tươi lên ngồi nói chuyện với tất cả mọi người để cùng ôn lại kỷ niệm xưa ha. Ok, là tí tôi đi ra tôi xử lý cắt tóc của tôi này, bà đậu cha nó cắt cái đầu này, trông nhìn nó đẹp, điểm nhấn nữa tôi mới để làm cái gì luôn ấy, thề luôn ấy chứ.